Xabi Alonso, người đã từng rất thành công trong sự nghiệp cầu thủ, giờ đây lại gặt hái thêm thành công trên cương vị huấn luyện viên khi dẫn dắt Leverkusen vô địch Bundesliga với thành tích bất bại. Leverkusen đã đạt được 90 điểm sau 34 vòng đấu, cao thứ hai lịch sử chỉ sau Bayern Munich của Jupp Heynckes mùa 2012-2013 với 91 điểm. Ít ai nhớ rằng, khi Xabi Alonso mới vừa tiếp quản Leverkusen, họ vẫn còn đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, chứ đừng nói đến việc mơ thấy chức vô địch. Cựu giám đốc thể thao của Bayer Leverkusen, Rainer Kalmund, từng nói rằng, trong thế giới bóng đá khắc nghiệt và không khoan nhượng này, bạn chỉ là kẻ vô giá trị nếu không có danh hiệu. Và câu lạc bộ của ông đúng là không có danh hiệu nào thật. Họ chỉ mang biệt danh là Vizekusen, có nghĩa là Second Kusen, ám chỉ rằng Bayer Leverkusen chỉ mãi là những kẻ về nhì. Thậm chí tại nước Anh, Bayer Leverkusen còn được biết đến nhiều hơn với cái tên Neverkusen, nghĩa là một câu lạc bộ dường như bị nguyền rủa, không thể thoát khỏi số phận đau thương của chính mình. Trong vòng 6 mùa giải đầu thế kỷ 21, Leverkusen đã có 4 lần kết thúc mùa giải với vị trí Á quân. Năm 2000, họ đã đánh mất chức vô địch, mặc dù chỉ cần một trận hòa trong trận đấu cuối cùng của mình chống lại Utrecht, một câu lạc bộ mà khi nghe cái tên, mọi người biết đến với bộ môn xe trượt lòng máng hơn là bóng đá. Hai năm sau đó, Leverkusen lại tiếp tục gục ngã khi thua 2 trong 3 trận cuối cùng của mùa giải, qua đó tiếp tục đánh mất chi địa bạc vào tay của Borussia Dortmund. Leverkusen thật sự đã biến đau thương thành sức mạnh, qua đó lột xác hoàn toàn trong mùa giải 2001-2002. Tuy nhiên, một tuần sau cú sốc tại Bundesliga, họ đã phải chịu thất bại 2-4 trước Schalke trong trận chung kết cúp quốc gia Đức. 4 ngày sau, Leverkusen bị Real Madrid đánh bại trong trận chung kết Champions League. Mà người đã kết thúc hành trình kỳ diệu đó của họ chính là Zinedine Zidane với một cú volley đi vào sử sách. Huấn luyện viên Klaus Toppmöller, thuyền trưởng của Leverkusen khi ấy, đã kêu rượu vang và thuốc lá để ăn mừng sau chiến thắng bất ngờ trước Manchester United trong trận bán kết. Thế nhưng, trong đêm hè Glasgow, ông dường như đã phải tìm đến thuốc giảm đau sau khi phải chứng kiến một đội hình tuyệt vời với những hậu vệ xuất sắc như Lucio, Ballack, Zeroberto kết thúc một mùa giải mà không có gì trong tay. Leverkusen sau đó lại kết thúc ở vị trí thứ hai trong mùa giải 2010-2011, lần thứ 5 trong lịch sử câu lạc bộ. Mặc dù ít nhất trong mùa giải đó họ không hề có khoảnh khắc gục ngã trước cửa thiên đường nào quá đau đớn, tuy nhiên biệt danh Leverkusen vẫn tồn tại và nó trở thành nỗi đau in hằn sâu vào văn hóa câu lạc bộ này. Leverkusen tiếp tục sản sinh ra những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng thành công vẫn cứ ngoảnh mặt với họ. Ở Leverkusen luôn có những cầu thủ chất lượng, nhưng chúng tôi vẫn luôn mãi thiếu một thứ gì đó. Michael Ballack đã tiếc nuối trong một cuộc phỏng vấn với Eleven Thunder. Các cầu thủ viên của Leverkusen phải chịu nỗi đau kéo dài cho đến khi Xabi Alonso đến và giúp họ có được chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử với thành tích bất bại. Từ đó, chuyển biệt danh của họ thành Leverkusen thành Neverlusen. Xabi Alonso sẽ làm nên kỳ tích. Ngày mà Xabi Alonso tuyên bố khép lại sự nghiệp bóng đá lẫy lừng, Pep Guardiola, người từng dẫn dắt Alonso tại Bayern Munich, đã tiếc nuối về việc mất đi một trong những tiền vệ xuất sắc nhất mà ông từng dẫn dắt. Nhưng ngay lập tức, Guardiola đã nhanh chóng khẳng định rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại với tư cách là một huấn luyện viên, và thậm chí cậu ấy còn sẽ là một huấn luyện viên giỏi ở mọi nơi mà cậu ấy đi đến. Xabi Alonso không chỉ đáp ứng được kỳ vọng của Pep Guardiola mà thậm chí còn vượt qua nó. Thực sự, khi được hỏi về công việc mà cậu học trò cũ của mình đang làm tại Leverkusen, huấn luyện viên của Manchester City chỉ mỉm cười, dừng lại 2 giây và sau đó nói: "Wow." Trong khi đó, Jurgen Klopp đã gọi Xabi Alonso là gương mặt nổi bật nhất trong thế hệ huấn luyện viên mới. Đó là lý do vì sao Liverpool đã cố gắng chiêu mộ Xabi Alonso để trở thành người kế nhiệm của Klopp, trong khi Bayern Munich muốn Alonso dọn dẹp tàn dư mà Thomas Tuchel để lại tại Allianz Arena. Vì vậy, Alonso đã quyết định ở lại Leverkusen thêm một mùa giải nữa. Real Madrid có thể sẽ cố gắng đưa Alonso trở lại Santiago Bernabeu trong mùa hè tới. Hiện tại, không có huấn luyện viên nào trên thế giới được săn đón nhiều như Alonso. Thật buồn cười khi nghĩ rằng, việc Leverkusen bổ nhiệm Alonso vào tháng 10 năm 2022 được coi là một bước tiến lớn cho câu lạc bộ này. Nhưng Leverkusen gặp phải một số hoài nghi khi trước đó, Alonso chưa hề có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp nào. Hãy trao cho Alonso sự tôn trọng.
Chúng tôi đang trong một tình huống khó khăn và tìm thấy Xabi Alonso, một ngôi sao bóng đá khi còn là cầu thủ, nhưng cũng là một huấn luyện viên chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng nào. Giám đốc thể thao Leverkusen, Simon Rolfes, nói về cựu huấn luyện viên đội B Real Sociedad. Tuy nhiên, chúng tôi đã tin tưởng vào khả năng của cậu ấy ngay từ đầu, và Xabi cũng tin tưởng vào chất lượng đội hình của chúng tôi. Quan trọng nhất là các cầu thủ ngay lập tức tin tưởng vào tài năng huấn luyện của Alonso. Việc câu lạc bộ dưới thời Alonso giành chiến thắng liên tục đã chứng minh cho điều đó. Mọi người tôn trọng Alonso vì Alonso đã từng trải qua nhiều trận đấu lớn và giành được nhiều thành công lớn lao trong lịch sử. Alonso đã từng là nhà vô địch Champions League, nhà vô địch World Cup. Là một cầu thủ bóng đá, có một huấn luyện viên như Alonso là điều mà chúng tôi rất biết ơn. Alonso biết cách sử dụng chúng tôi như thế nào cho hiệu quả. Ông ấy biết mọi điểm mạnh và điểm yếu của chúng tôi. Jeremy Frimpong nói với Associated Press. Trong khi tiềm năng của đội hình Bayer Leverkusen bắt đầu được bộc lộ rõ ràng khi họ leo tháp từ vị trí áp chót cho đến vị trí thứ 6 vào cuối mùa 2022-2023, Xabi Alonso biết rằng cần phải có một cú hích. Với rất nhiều cầu thủ triển vọng, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã có những yếu tố cần thiết để xây dựng một câu lạc bộ tuyệt vời. Nhưng Xabi Alonso cần những con người đã có kinh nghiệm, trải nghiệm, tài năng của họ đã được kiểm chứng. Vì vậy mà mùa hè vừa qua, Alonso đã nồng nhiệt chào đón Granit Xhaka từ Arsenal, đồng thời bổ sung thêm một cầu thủ cánh kỳ cựu là Jonas Hofmann, một bản hợp đồng tự do đến từ Mönchengladbach. Alex Grimaldo, người đã có đến 7 năm thành công tại Benfica. Alonso cũng nhận thức rõ ràng rằng đội hình của mình vẫn thiếu một tiền đạo cắm thực thụ. Vì vậy, Victor Boniface từ Union Saint-Gilloise đã được chiêu mộ. Tổng cộng, Leverkusen đã chi 90 triệu euro cho dàn cầu thủ mới, nhưng tổng thiệt hại ròng chỉ là 20 triệu euro, bởi vì việc bán cầu thủ giỏi nhất của họ là Moussa Diaby cho Aston Villa đã chiếm gần 2/3 tổng chi tiêu mùa hè của họ. Ấn tượng hơn, gần như mọi bản hợp đồng mới đều thành công. Đương đầu với khó khăn, Victor Boniface chỉ ghi được 9 bàn thắng trong mùa giải trước tại Bỉ, nhưng tiền đạo đến từ Nigeria đã chứng tỏ rằng anh là tiền đạo hảo hạng trong sơ đồ 3-4-2-1 của Alonso, khi Boniface ghi đến 16 bàn thắng và có 8 kiến tạo trước khi chấn thương làm gián đoạn sự thăng hoa của anh vào tháng 12. Việc mất đi một chân sút quan trọng như vậy có thể làm suy sụp và lu mờ các đội bóng, nhưng Leverkusen đã tìm ra cách để tiếp tục chiến thắng. Chân chạy cánh Amin Adli nổi lên như một lựa chọn thay thế đầy hoàn hảo. Alonso đã tận dụng rất tốt những gì mình có tại đấu trường Europa League khi sử dụng Patrick Schick. Cầu thủ trước đó đã bị chấn thương, nhưng rồi trở lại một cách hoàn hảo, chậm mà chắc, trước khi Boniface trở lại mạnh mẽ. Hậu vệ Joseph Stanisic và cầu thủ chạy cánh Nathan Tella cũng được hưởng lợi từ thời gian thi đấu tại đấu trường châu Âu, từ đó trở thành những sự lựa chọn mạnh mẽ cho đội hình xuất phát tại Bundesliga. Đỉnh cao sức mạnh. Những ngôi sao kỳ cựu cũng đã chứng minh được giá trị của mình khi giúp Leverkusen tiếp tục chiến đấu trên cả 3 mặt trận, lọt vào chung kết cả 3 giải đấu Europa League, Cúp Quốc gia Đức, trong khi dễ dàng có được chiếc vô địch Bundesliga. Granit Xhaka có lẽ đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp của mình bên cạnh người đồng nghiệp đến từ Argentina, Ezequiel Palacios. Trong khi đó, Alex Grimaldo chính là cầu thủ đã góp mặt vào nhiều trận đấu hơn bất kỳ cầu thủ nào của Leverkusen mùa này, cùng với Jeremy Frimpong, tạo thành cặp hậu vệ cánh hiệu quả nhất của thế giới bóng đá với tổng cộng 53 lần đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng. Sau một khởi đầu ngoạn mục, phong độ của Jonas Hofmann cũng đã sụt giảm đôi chút trong những tháng gần đây. Nhưng anh đang kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ với đóng góp 8 bàn thắng và 9 đường kiến tạo. Chỉ có Grimaldo và Florian Wirtz tốt hơn anh trong khâu tạo ra cơ hội cho đồng đội. Phong độ của Florian Wirtz thật sự đáng kinh ngạc. Mặc dù trước đó Wirtz là một tài năng đặc biệt, nhưng cầu thủ 20 tuổi này có lẽ là số 10 xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Không chỉ ghi đến 18 bàn thắng, Florian Wirtz còn tạo ra 19 đường chuyền thành bàn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Điều này cũng giúp ích rất nhiều vào lối chơi tấn công xuất sắc của Leverkusen. Chỉ có Manchester City ghi được nhiều bàn thắng hơn Leverkusen trong mùa này. Luôn nỗ lực hết mình. Một trong những nguyên nhân lý giải cho sự tiến bộ chóng mặt của Leverkusen là sự cải thiện đáng kinh ngạc trong khâu phòng thủ. Xabi Alonso đã thừa hưởng một hàng phòng ngự yếu kém từ người tiền nhiệm Gerardo Silvane, một đội bóng trung bình để lọt lưới 2 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, việc chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ đã chứng tỏ là một nước cờ cao tay làm sống lại sự nghiệp của Jonathan Tah, người giờ đây đã được gọi trở lại đội tuyển Đức và đưa Edmond Tapsoba, Odilon Kusunu
và Piero Hincapié lên một tầm cao mới. Kết quả là Leverkusen giờ đây là đội bóng có hàng thủ vững chãi nhất nước Đức. Họ chỉ để thủng lưới 23 bàn cho đến nay trong mùa giải, ít hơn 18 bàn so với Bayern Munich. Và Jonathan Tah nói rằng sự biến đổi này hoàn toàn nhờ vào Alonso. Alonso luôn luôn làm việc này với các hậu vệ như chúng tôi, Jonathan Tah phát biểu trên The AZ. Alonso không phải là người đứng ngoài đường biên, im lặng và quan sát. Anh ấy luôn luôn can thiệp bất kể cầu thủ trước đó có nổi tiếng đến đâu. Không có nhiều huấn luyện viên có thể làm được điều đó. Đơn giản vì họ không thể trở thành cầu thủ bóng đá giỏi như anh ấy đã làm. Từ chỗ là hiện tượng của mùa giải, nhà tân vô địch Bundesliga đang trở thành một thế lực thực sự trước mọi đối thủ. Mọi giải đấu, họ đều vững vàng cho đến những giây phút cuối cùng của trận đấu. Lịch sử đã được Bayer Leverkusen thiết lập và nó sẽ càng trở nên hoàn hảo hơn nữa nếu như đoàn quân của Xabi Alonso hoàn tất được cú ăn ba trong mùa giải này.